cách phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê trộn đậu bắp có thể bạn chưa biết cách thứ nhất là trước khi pha các bạn có thể quan sát hai dĩa bột cà phê đậu và cà phê nguyên chất thì cà phê nguyên chất cái độ tơi của nó rất là tơi cái cái bột cà phê rất là đồng đều mịn và cái hạt cà phê, bột cà phê của đậu bắp có trộn đậu bắp thì hạt cà phê của nó có màu đen hạt to bột nó to hơn và cái độ tơi nó ít hơn cái bộ độ bột của nó không có đồng đều nó không có xốp như hạt cà phê nguyên chất và cái mùi của cà phê Uh, đậu bắp là cái các bạn ngửi lên đó thì nó rất là ngay ngái, nó không có đúng hương thơm uh, thân thoảng của cái vị cà phê bột cà phê nguyên chất đó các bạn có thể theo dõi. Ừ. Cách thứ hai á, là trong quá trình pha thì các bạn cho nước sôi vừa mới đun vào uh, cà phê nguyên chất đó các bạn sẽ thấy cà phê nguyên chất nó sẽ sủi bọt lên và nó nở phồng lên và cái mùi uh, sau khi mình đổ nước sôi vào uh, cà phê nguyên chất á, thì nó sẽ thanh thoảng, thoảng lên nhẹ nhẹ đó. còn các bạn cho nước sôi vào cà phê có trộn đậu bắp thì cái hạt cà phê thì cái bột cà phê nó sẽ không nở lên nó sẽ chìm xuống đó nó sẽ hút nước nhanh hơn chìm xuống bẹp xuống nhanh hơn so với cà phê nguyên chất và cái mùi sau khi bạn đổ nước sôi vào nó sẽ hăng lên nó rất là nồng hơn cà phê nguyên chất cái mùi của cà phê nguyên chất các bạn có thể quan sát và cách thứ ba là cách phân biệt cà phê sau khi pha thì ly cà phê nguyên chất cái màu của nó rất là trong hơn trong hơn và cái nó có không có độ sánh nha các bạn đó. Và cái ly cà phê đậu á, là cái màu nó rất là đen đục và nó có độ sánh rất là cao, rất là nhiều. Đó, đó là cách ba cách phân biệt của mình. Còn các bạn nào mà có cách phân biệt nào hay hơn, các bạn có thể comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn.